Hi, chào cả nhà. Meta quay trở lại với cả nhà trong chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động. Và cái video này Meta sẽ chia sẻ với cả nhà về cái chủ đề là cảnh báo nguy hiểm khi bạn sử dụng những thực phẩm lên men sai cách. Cụ thể Meta nhấn mạnh đến những cái thực phẩm là dưa cà muối sổi, dưa cà muối vội hay là những kim chi trộn vội ha, là những cái món như vậy ha. Trong cái chương trình tự chữa lành, hành trình tự chữa lành đó, Meta luôn luôn đề xuất đến hai cái chương trình quan trọng, đó là chương trình enzyme và chương trình probiotic. Nhưng mà tại sao video này nó hơi ngược ngược đến như thế? Hơn thế nữa là Meta chia sẻ với cả nhà có rất rất là nhiều cái video về probiotic, các bạn có thể tìm thấy ở trong cái kênh này, ở trong vào cái danh sách phát, các bạn chọn là probiotic các bạn thấy rất rất là nhiều, đúng không? Cực kỳ quan trọng cho sức khỏe. Mà tại sao như thế? Đương nhiên là tất cả các loại dù tốt đến thế nào nhưng bạn dùng sai thì nó cũng trở nên xấu thôi. Là thức ăn, thực phẩm hay lối sống, mọi thứ đều như thế, đúng không nào? Do đó các bạn hãy lưu ý để nâng cao cái kiến thức chăm sóc sức khỏe cá nhân của các bạn lên, để mỗi ngày các bạn có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, đơn giản hơn và bình an hơn ha. Một trong những cái lý do quan trọng nhất, mà lớn lao nhất, mà sai lầm nhất mà chúng ta ăn về dưa cà, đó dưa cà muối hay còn gọi là dưa cà lên men, đó là cách muối sổi. Muối sổi hay còn gọi là muối vội, muối nhanh, hay thì chỉ trộn vội vào sau đó ra ăn thôi, thì cực kỳ nguy hiểm. Vì sao như thế? Mita chia sẻ với cả nhà hai lý do quan trọng. Lý do đầu tiên đó chính là lý do mà các bạn muối sổi, muối nhanh, muối vội đó, thì một cái lượng nitrit có ở trong cái thực phẩm của các bạn, trong dưa, trong cà, trong bắp cải, trong củ hành, trong củ kiệu, trong cà rốt, trong củ cải vân vân, thì một lượng nitrit còn lại trong đó rất là nhiều. Và kết hợp với cái việc mà bạn ăn vào thì bạn có một bạn nạp vào một lượng protein hay còn gọi là đạm hay gọi là amino acid, thì nitrit kết hợp với amino acid nó tạo ra một cái hợp chất gọi là nitrosamine. Cái hợp chất nitrosamine này là nguyên nhân của quá trình gây ra ung thư dạ dày, ung thư đường ruột ha. Và vấn đề ung thư khác liên quan. Và thậm chí bạn cảm thấy rất là khó thở ở cái vùng ngực, hoặc là rất là đau ở cái vùng ngực trái, ngực phải, kể cả cái vùng này nữa, thì bạn cảm thấy rất là khó chịu sau khi ăn những cái món dưa cà như thế, những cái món muối như thế. Lưu ý điều đó ha. Trường hợp thứ hai vì sao là nguy hại trong cái dưa cà muối sổi nữa, đó chính là cái dưa cà muối sổi chứa một cái lượng là hại khuẩn và ký sinh trùng. Hại khuẩn và ký sinh trùng và cũng như lợi khuẩn nó có sẵn trong không khí của chúng ta, trong thực phẩm của các bạn nó có sẵn đó, nhưng bạn biết cách tiết chế nó, loại bỏ nó ra thì nó trở cái phần lợi khuẩn còn lại đó thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của các bạn. Nhưng mà nếu bạn không loại bỏ nó ra thì cái phần hại khuẩn và ký sinh trùng đó nó trở nên nguy hại cho sức khỏe của các bạn. Một lượng nhỏ thì ok, bạn có một cái cách khác để loại bỏ nó ra, nhưng mà một lượng lớn thì đó là nguyên nhân làm tăng cái nguy cơ ung thư và bạn càng ngày càng tồi tệ hơn là như thế. Bạn biết không, là hại khuẩn nó tồn tại trong cái thực phẩm của các bạn, trong thực phẩm lên men của các bạn ít tối đa là 9 giờ, tùy cái lượng lợi khuẩn bên trong bao nhiêu, những cái sản phẩm quá trình lên men tạo ra bao nhiêu mà nó khả năng diệt được những cái lợi khuẩn đó, hại khuẩn đó. Nếu mà bạn lên men ngắn hơn hoặc bạn chỉ trộn ngắn hơn chưa tới 9 giờ thì trong cái thực phẩm lên men của bạn nó chứa một cái phần hại khuẩn ở trong đó. Một phần hại khuẩn ở trong đó là một cách bạn nạp thực phẩm vào bên trong các bạn ngon lành như thế, đồng thời bạn nạp hại khuẩn vào bên trong cơ thể của bạn nữa. Nếu bạn khỏe thì không sao, cơ thể bạn có nhiều lợi khuẩn thì nó có cách để khắc chế và nó đẩy lùi cái hại khuẩn ra bên ngoài, nhưng nếu bạn yếu thì nó sẽ cuột bạn thôi. Còn vấn đề ký sinh trùng có khả năng tồn tại trong thực phẩm của các bạn, thực phẩm lên men của các bạn từ 7 đến 10 ngày lần. Tùy cái môi trường lên men thuận lợi mà lượng hại khuẩn cũng như các sản phẩm lên men được tạo ra như là cồn hay là như acid lactic và nhiều cái enzyme khác, nó đóng góp vào quá trình là tiêu diệt những ký sinh trùng, thì cái thời gian có thể rút ngắn trở lại. Còn nếu không thì không thể nào. Do đó trong những cái món dưa cà muối sổi thì bạn thấy đó,
thì bạn bước muối có một vài ba phút, một vài mấy chục phút hả, hay là một vài tiếng, bạn chỉ trộn trộn là muối rồi đường rồi gia vị rồi tí chanh tí giấm rồi thế là bạn ăn thôi, cảm giác rất là ngon, nhưng mà trong đó chứa đựng rất rất là nhiều cái nguy cơ gây bệnh, cụ thể là hại khuẩn nè, ký sinh trùng và cái chất mà được tạo ra trong quá trình cơ thể bạn nạp vào đó chính là nitrosamine nữa như mình mô tả. Hãy lưu ý điều đó ha. Như vậy điều tốt nhất để trong cái trường hợp này thì các bạn cần phải cho cái thực phẩm của bạn lên men đúng cách. Lên men đã thực hiện ít nhất qua hai cái giai đoạn chuyển hóa của quá trình lên men thì các bạn mới được xài. Thì trong cái điều kiện thuận lợi cái nhiệt độ khoảng tầm 32 đến 33 độ C đó, thì bạn nên cho thời gian lên men ít nhất là 3 đến 5 ngày. Còn thông thường thì nên là 7 ngày, sau đó bảo quản trong tủ lạnh và dùng dần, cứ như thế thôi là mọi thứ, vấn đề thứ nhất đã được giải quyết, không còn nitrosamine nữa và cũng không còn hại khuẩn nữa và cũng không còn ký sinh trùng nữa. Nếu có đi thì một lượng rất rất là nhỏ. Ngày nay Mita chia sẻ với các bạn vậy nitrosamine ở đi đâu? Nitrosamine sẽ được phân hủy bởi vi khuẩn, bởi lợi khuẩn và các enzyme được tạo ra trong quá trình mà phát triển của lợi khuẩn. Cho nên là cần thời gian đủ để nitrosamine và để nitrit được phân giải hoàn toàn, cần thời gian đủ để cho hại khuẩn cũng như ký sinh trùng được tiêu diệt thì bạn sử dụng nó mới có lợi cho sức khỏe của các bạn được, mới có lợi ha. Lý do thứ hai mà thực phẩm lên men hay là dưa cà muối ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn lớn khủng khiếp mà rất là nhiều nghiên cứu để mô tả về điều này, đó chính là lượng muối các bạn ạ. Lượng muối trong thực phẩm lên men các bạn sử dụng theo cái khuyến cáo của Mita là từ 2-3% đủ để tiêu diệt hại khuẩn và đủ để giúp cho cái lợi khuẩn có một môi trường thuận lợi để thực hiện quá trình lên men. Tuy nhiên trong thực tế các bạn sử dụng một lượng muối cực lớn luôn, lượng muối cực lớn mặn kinh khủng luôn. Đấy. Và cái lượng muối đó là nguy cơ gây bệnh. Cụ thể những cái bệnh liên quan đến thận nè, tim mạch nè, huyết áp nè, và từ đó là nó làm tiền đề cho những cái nguy cơ phát triển những căn bệnh nặng hơn như là ung thư. Đó. Lưu ý là trong quá trình lên men những cái thực phẩm tươi như Mita mô tả thì hãy lưu ý lượng muối nằm trong khoảng từ 2-3% thôi. Đó, thứ nhất là thời gian, thứ hai là lượng muối ha. Thứ ba mà nguy cơ thứ ba mà cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn nữa đó chính là lượng đường. Đó, nhiều bạn lên men thực phẩm thêm một lượng đường rất lớn vào trong quá trình lên men. Các bạn nhìn thấy là Mita gần như không hề thêm đường hoặc thêm cực kỳ ít trong thực phẩm lên men. Rõ ràng là quá trình lên men là quá trình chuyển hóa đường sucrô trở thành những cái sản phẩm khác mà đúng không, như là ethanol, lactic và nhiều enzyme được tạo ra cũng như nhiều sản phẩm phụ có lợi cho sức khỏe của các bạn. Thì khi mà bạn thêm đường vào có nghĩa là bạn làm tăng quá trình lên men nó tốt hơn. Tuy nhiên chính những cái nguy cơ có lượng đường tồn dư trong quá trình lên men chưa được vi khuẩn sử dụng hết là nguyên nhân gây bệnh cho sức khỏe của các bạn. Do đó bạn nếu dùng thì bạn dùng một lượng tí thôi để tăng thêm vị tí tẹo thôi, hoặc là không cần dùng gì cả, bởi vì trong thực phẩm của các bạn nó có sẵn một lượng đường rồi, trong hoa quả trái cây, trong rau củ của các bạn có sẵn một lượng đường rồi, và vi sinh vật sẽ sử dụng cái lượng đường sẵn có ở trong cái rau củ quả đó mà nó chuyển hóa trở thành sản phẩm khác và bạn ăn cái sản phẩm đó ha. Nguyên nhân thứ ba là đường, cũng khá là quan trọng, là nguyên nhân bị nhiễm chéo, có nghĩa là trong quá trình mà bạn lên men có thể quá lâu hoặc lên men sai cách. Hầu hết các thực phẩm lên men dùng vi sinh vật để chuyển hóa thành sản phẩm khác đó là lên men yếm khí hay còn gọi là lên men thiếu khí. Nếu bạn lên men sai cách có nghĩa là bạn cho khí vào hoặc là để cái không khí được lọc vào bên trong thì nó sẽ có nhiều cái bất lợi cho cái môi trường lên men của bạn, có nghĩa là cái sự bất lợi trong điều kiện này nó trở thành thuận lợi cho những cái hại khuẩn và ký sinh trùng nó phát triển. Cụ thể ở đây là nấm mốc, là cảm thấy mốc nó ở bên trên một bề mặt mốc như thế, là ở đâu bạn thấy phân tử mốc là bạn bỏ ngay lập tức cái sản phẩm đó. Mốc là tiềm tàng lớn lao nhất mà có thể nguyên nhân gây ung thư.
Thứ hai là khi bạn lên men xong rồi, bạn đổ hết nước ra bên ngoài, có nghĩa là thực phẩm của bạn trơ trọi ở trong không khí, có nghĩa là có nguy cơ tiếp xúc với oxy đúng không? Thì bắt đầu nó tạo lên những cái phấn trắng trắng, phấn trắng trắng, thậm chí là mốc. Đó là nguy cơ gây bệnh tiếp. Khi là nếu mà bạn muốn chiết ra cái phần dưa, dưa móm, dưa cải mà bạn quá trình lên men xong để bạn ăn, thì bạn ăn thời gian lâu quá thì bạn nên để nguyên cái lượng nước ở bên trong đó. Còn nếu mà ăn thời gian ngắn thì bạn có thể làm được như vậy. Hoặc là bạn không chế biến nó, nghĩa là bạn không trộn với những cái gia vị khác vào có chứa dầu để làm ngăn cản cái vấn đề là oxy tiếp xúc với thực phẩm của các bạn, nó tạo điều kiện cho những cái hại khuẩn hay nấm mốc phát triển, thì bạn sẽ ăn những cái nấm mốc đó. Có nghĩa là nấm mốc không phải chờ bạn thấy đâu, có nghĩa nó còn tiềm tàng ở đâu đó bạn có thể không thấy, nhưng nó là nguy cơ gây bệnh. Cho nên trong cái trường hợp này, người ta nhấn mạnh các bạn là không được ăn những sản phẩm mà các bạn có thấy bất kỳ một phân tử mốc nào, hoặc là bạn lên men mà bạn để trong cái điều kiện có oxy, có nghĩa là có không khí. Hãy lên men trong điều kiện thiếu khí, là người ta luôn luôn nhấn mạnh là như vậy, thiếu khí thì bạn an toàn. Và bạn tuyệt đối không ăn những cái dưa cải mà nó có những cái màu sắc bất thường. Cái màu sắc bất thường trong trường hợp đó là màu sắc của nấm mốc, của hại khuẩn, của gai bệnh đấy. Đã màu sắc bất thường như là đúng đấy đó, màu vàng tươi đồng đều, tự nhiên cái miếng này hơi cam cam nâu nâu là bỏ ngay, hay là trắng bệch luôn hay gì đó là bỏ ngay, không có ăn. Hoặc là xanh xanh tím tím gì đó cũng không có ăn. Đó. Một điều cuối cùng Mita nhấn mạnh ở đây là những cái quả cà mà các bạn hay muối mà nó còn màu xanh là tuyệt đối không nên dùng. Vậy là đó, hãy chọn những cái quả cà mà già lên một tí. Nhưng mà thật sự ra cũng không nên ăn cà đâu, vì cà có rất là nhiều hạt, mà hạt có nghĩa nó có chứa rất là nhiều cái vỏ chitin rất là cứng, hoặc là cellulose rất là cứng, cơ thể của bạn gần như rất là khó phân hủy, nó gọi là khó tiêu hóa đấy. Khi bạn ăn vào không may cái hạt cà nó rớt vào trong cái phần ruột thừa, là tự nhiên cái là bị viêm ruột thừa rồi phải đi mổ cấp gấp. Do đó là hãy suy nghĩ đến vấn đề là cà muối, suy nghĩ vấn đề cà muối. Mình có nhiều lựa chọn khác, tại sao phải ăn cà muối hay ăn những cái loại khác đi ha. Tóm lại cái video này người ta muốn nhấn mạnh rằng là probiotic hay là những thực phẩm lên men từ rau củ quả cực kỳ tốt cho sức khỏe của các bạn. Nó cung cấp enzyme, nó cung cấp những cái vitamin mà cơ thể của bạn không thể tổng hợp được, không thể tổng hợp được mà trong những thực phẩm khác lại không có nữa. Cho nên bạn cần phải bổ sung. Và nhiều cái enzyme mà cơ thể của bạn không tổng hợp được, ví dụ như cellula hoặc là enzyme protea, tổng hợp với một lượng cực nhỏ, nó cơ thể của bạn vẫn không đủ, vẫn cần nạp vào từ thực phẩm lên men, hoặc và nhiều nhiều những enzyme khác nữa, rất rất là quan trọng. Cho nên probiotic vô cùng quan trọng, thực phẩm lên men vô cùng quan trọng. Tuy nhiên hãy sử dụng đúng cách ha, hãy sử dụng đúng cách là không thể nào không muối sổi, không muối chưa đủ thời gian để ăn. Thứ hai là không sử dụng một lượng muối quá cao, không thể dùng một lượng muối quá cao, là từ 2-3% là ok rồi, đừng có dùng quá cao. Và điều thứ ba là không nhất thiết phải thêm đường trong quá trình lên men, không nhất thiết phải thêm đường. Và điều thứ tư là lưu ý đến vấn đề nhiễm khuẩn chéo, nhiễm nấm mốc, phải loại bỏ ngay. Thì khi các bạn đã thực hiện đủ tất cả những gì mà Mita chia sẻ ở đây thì các bạn an toàn. Bạn cần phải sử dụng, là bệnh nhân ung thư thì càng cần phải sử dụng hơn nữa, để bạn tiếp thêm cái lượng enzyme vào bên trong cơ thể và kéo dài sự sống của các bạn hơn. Mình chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh và có một cái hành trang đủ để các bạn có thể khỏe hơn mỗi ngày. Nếu bạn là bạn mới, hãy nhấn nút đăng ký đi, bấm luôn cái chuông ở bên cạnh ấy thì để nhận thêm những cái video sớm nhất của Mita. Và Mita luôn ở đây để chia sẻ với các bạn, giải đáp những khó khăn của các bạn, mà giúp cho các bạn để mỗi ngày một khỏe hơn, một bình an hơn. Thế nhá, bye bye.